Việt Nam sánh vai cùng bạn bè, doanh nghiệp thì nhau cùng đi lên, nhưng làm sao bài bản để thành công, để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu. Và tôi đến đây cùng với bạn giải phóng lãnh đạo doanh nghiệp tự động hóa. Vững tin nhé, có tôi cùng sát vai, chúng tôi là PDCA. Muốn thành công phải có những thất bại, và tôi cũng đã từng trải qua. Và giờ đây tôi mang đến doanh nghiệp những bài học cùng những tư duy. Con đường giải phóng lãnh đạo, tự động hóa nhân bản doanh nghiệp, tạo ra những CEO hàng đầu. Tôi có FOH, nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu, với tên gọi biệt đội giải cứu doanh nghiệp PDCA. Khát khao vươn ra biển lớn, trở thành hàng đầu thế giới, và hãy nắm lấy tay nhau hát lên PDCA. Tôi có FOH, nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu, với tên gọi biệt đội giải cứu doanh nghiệp PDCA. Khát khao vươn ra biển lớn, trở thành hàng đầu thế giới, và hãy nắm lấy tay nhau hát lên PDCA. Thành công phải có những thất bại, và tôi cũng đã từng trải qua. Và giờ đây tôi mang đến doanh nghiệp những bài học cùng những tư duy. Con đường giải phóng lãnh đạo, tự động hóa nhân bản doanh nghiệp, tạo ra những CEO hàng đầu. Tôi có FOH, nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu, với tên gọi biệt đội giải cứu doanh nghiệp PDCA. Khát khao vươn ra biển lớn, trở thành hàng đầu thế giới, và hãy nắm lấy tay nhau hát lên PDCA. Tôi có FOH, nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu, với tên gọi biệt đội giải cứu doanh nghiệp PDCA. Khát khao vươn ra biển lớn, trở thành hàng đầu thế giới, và hãy nắm lấy tay nhau hát lên PDCA. Và hãy nắm lấy tay nhau hát lên PDCA.